Nuôi gà đẻ trứng là hình thức chăn nuôi mang lại thu nhập cao cho nhiều bà con nông dân. Tuy nhiên, nuôi gà trong thời điểm nắng nóng cao độ cần chăm sóc như thế nào để gà vẫn đẻ tốt? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngắn ngay sau đây. Thay vì duy trì mật độ từ 4 đến 7 con một mét vuông, tùy từng giống gà thì vào mùa nóng như hiện nay, mật độ nuôi gà đẻ ở đây giảm khoảng 10%. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, việc giảm mật độ gà nuôi trong chuồng sẽ giúp chuồng nuôi thông thoáng hơn. Nhiệt độ, độ ẩm và các loại khí độc trong chuồng nuôi như amoniac và carbon dioxide được giữ ở mức hợp lý. Gà khỏe mạnh, tỷ lệ đẻ được duy trì ổn định. Tuy nhiên, việc giảm mật độ gà trong chuồng còn phụ thuộc vào trọng lượng của từng giống. Đối với các cái giống gà như là gà lương phượng hoặc như là các cái giống gà sắc xô nặng cân ấy, thì chúng ta chỉ nuôi 3,5 con hoặc 3 con trên một mét vuông thôi. Còn đối với gà Ai Cập thì chúng ta chỉ nuôi 6 con trên một mét vuông thôi. Còn nếu nuôi dày quá thì cái mắc bệnh CRD trong mùa nóng cũng có thể xảy ra. Ngoài việc điều chỉnh mật độ gà, bà con cần bố trí hệ thống chống nóng và làm mát hiệu quả. Bố trí hệ thống quạt thông gió bên trong và bên ngoài chuồng nuôi, đảm bảo tốc độ gió trong chuồng đạt 5m một giây. Mục đích của việc quản lý hệ thống thông gió tốt là giữ được nhiệt cơ thể cho đàn gà ở ngưỡng hợp lý và loại bỏ các khí độc trong chuồng nuôi. Chúng ta sẽ có thể là nuôi gà trong cái chuồng mà được điều hòa bằng hơi nước. Còn nếu như không có cái chuồng điều hòa bằng hơi nước thì bà con có thể nuôi gà trong chuồng thông thoáng tự nhiên. Nhưng với điều kiện trên cái mái là chúng ta phải làm các cái vòi xoay để giảm cái bức xạ nhiệt từ trên mái xuống. Cùng với đó, theo chuyên gia Sơn, thời điểm nắng nóng, chế độ dinh dưỡng cho gà cũng cần phải thay đổi linh hoạt. Lúc này, không chỉ tăng lên về chất lượng mà cách cho ăn cũng cần phải thay đổi. Bình thường là bà con có thể là sử dụng cái thức ăn cám gà đẻ, nhưng tuy nhiên là gà nuôi trong mùa nóng thì cái khả năng thu lượng thức ăn của gà nó thấp so với lại cái gà nuôi trong mùa mát. Vì vậy cho nên để bảo đảm cái dinh dưỡng cho gà nuôi trong mùa nóng nó không bị ảnh hưởng thì cái dinh dưỡng cho gà bà con có thể là nâng cao cái tỷ lệ đạm lên một chút. Đó là cái ý thứ nhất. Thứ hai đấy tức là cái việc phân phối thức ăn thì thay vì cái chuyện và phân phối thức ăn một lần thì phải phân phối thức ăn làm hai lần. Và cái buổi sáng là chúng ta phải cho ăn gà từ sáng sớm, tức là thậm chí phải cho ăn từ lúc 6 giờ và hoặc là 5 rưỡi, chứ không phải là cho ăn từ lúc 7-8 giờ bình thường. Vì nếu chúng ta cho ăn 7-8 giờ bình thường thì khi con gà ăn vào thì cái lượng mà thức ăn ăn vào cộng với lại thì con gà nó xả nhiệt ra, cộng với lại cái thời tiết bên ngoài nó áp vào thì làm cho tỷ lệ chống nóng của gà sẽ bị kém đi rất là nhiều. Bình thường cám cho gà đẻ có hàm lượng đạm khoảng 17%. Thì khi vào mùa nóng, hàm lượng này có thể tăng đạt từ 17,5 đến 18%. Theo chuyên gia, do sức ăn của gà giảm nên việc tăng hàm lượng dinh dưỡng trong cám sẽ giúp gà đủ chất, năng lượng đầu vào vẫn được đáp ứng, tỷ lệ đẻ trứng của gà sẽ đảm bảo. Một yếu tố nữa chuyên gia Sơn lưu ý bà con là cần bổ sung khoáng chất cho gà. Theo đó, khi trời nắng nóng, cần cho gà uống thêm điện giải đường glucocase một lần một ngày. Chúng ta nuôi 100 con gà, một ngày chúng ta cho con gà ăn là mỗi con 100 gram, tức là nuôi 100 con gà thì một ngày là chúng ta phải cho ăn 10 cân cám. 10 cân cám này thì nó tương đương là nếu như gà nuôi trong mùa nóng thì phải uống hết 40 lít nước. Thì bà con chỉ cần pha 10 lít nước hòa chung với lại các cái thuốc này cho uống một lần vào buổi sáng. Còn lại là uống nước thường bình thường, chứ không phải là uống suốt từ sáng cho đến tối. Như vậy là nó sẽ lãng phí thuốc. Ví dụ như hôm nay thời tiết báo là 36 độ. Thì buổi sáng chúng ta phải cho gà hôm nay. Còn nếu như thời tiết báo chỉ có 33 độ thì bà con không dùng làm gì cả. Ngoài ra khi trời nóng, bà con chăn nuôi cần sới đảo đột lót chuồng thường xuyên, thực hiện việc tiêm phòng vaccine theo lịch đầy đủ. Đặc biệt, lưu ý nhất là các bệnh đường tiêu hóa, hô hấp như thương hàn, E. coli và CRD.